Thưa quý vị, nam tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 là người mạnh mẽ, quyết đoán và rất bản lĩnh. Vào năm 2022, vận mệnh của nam sinh năm 1962 sẽ có những xoay chuyển bởi sao Kế Đâu và hạn Địa Võng. Nội dung ngày hôm nay sẽ luận giải chi tiết về sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên, tài vận của nam Nhâm Dần thay đổi như thế nào trong năm 2022. Mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2022, nam mạng sinh năm 1962, tuổi tính theo âm lịch 61 tuổi, sao chiếu mệnh Kế Đô, hung tinh, mệnh kim bạch kim, kim với kim, bình hòa, địa chi tuổi Dần gặp tuổi Dần, bình hòa. Thiên can tuổi Nhâm gặp năm Nhâm, bình hòa. Nam tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 là người mạnh mẽ, quyết đoán và rất bản lĩnh. Vào năm 2022, vận mệnh của nam sinh năm 1962 sẽ có sự xoay chuyển bởi sao Kế Đô và hạn Địa Võng. Nội dung sau đây sẽ giải thích chi tiết sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên, tài vận của nam Nhâm Dần thay đổi như thế nào trong năm 2022. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2022 nam mạng. Những người sinh năm 1962 thuộc tuổi Nhâm Dần ứng với nạp âm bản mệnh là kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Xét theo bát trạch phong thủy, nam giới tuổi này thuộc cung Khôn, là một trong những cung phi của Tây Tứ Mệnh. Đến năm 2022, người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ bước sang tuổi 61 tính cả tuổi Mụ. Để luận giải được những biến chuyển trong năm 2022 của nam giới sinh năm 1962 là tốt hay xấu, cần phải phân tích sự chi phối của các yếu tố ngũ hành, thiên can, địa chi đến năm tuổi của họ. Năm 2022 là năm Nhâm Dần, thuộc ngũ hành bản mệnh là kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Bên cạnh đó, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nam mạng có ngũ hành cung mệnh thuộc hành kim, tương hợp với kim. Vậy có thể luận giải rằng bản mệnh của người sinh năm 1962 với năm Nhâm Dần hòa hợp. Tử vi năm 2022 là một năm nhẹ nhàng, có phần thanh bình hơn. Nam tuổi Nhâm Dần không tốn sức đấu tranh quá nhiều trong năm 2022 nhưng vẫn gặt hái được một số thành công nhất định. Tóm lại, nam giới tuổi Nhâm Dần tuy sống chậm lại nhưng không nên nhún nhường, kẻo bị tụt hậu trong năm 2022. Giữ vững lòng nhân ái, ý chí quyết đoán và bản lĩnh cá nhân sẽ giúp cho quý bạn đạt được nhiều cột mốc giá trị trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, để hóa giải hạn thái tuế của năm, quý gia chủ tuổi Nhâm Dần cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí hàng đầu chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước kim bài có in hình thái tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân và niên hiệu của người. Mặt sau in lệnh phù thái tuế, những người tuổi Dần do năm nay bị phạm phải hạn thái tuế cho nên ai cũng cần phải mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Luận tử vi năm 2022 tuổi Nhâm Dần trên các phương diện. Nam tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có thể tìm hiểu chi tiết tử vi về sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên qua các nội dung dưới đây. Công việc, sự nghiệp. Người tuổi Nhâm Dần vốn yêu thích sự tự do và độc lập trong mọi hoàn cảnh. Năm 2022 sẽ là thời gian để họ ấp ủ nhiều dự định cho những kế hoạch mới, tuy nhiên sự nóng vội có thể dẫn đến những điểm sai sót. Nếu biết khắc phục được yếu điểm này, người tuổi Nhâm Dần sẽ đạt được nhiều bước tiến xa trong sự nghiệp. Nhìn chung, sự nghiệp của Nhâm Dần sinh năm 1962 nam mạng trong năm 2022 tính toán gặp nhiều khó khăn, nhưng khi triển khai thực hiện lại luôn suôn sẻ, hanh thông. Bên cạnh đó, đường công danh địa vị còn rộng mở, gặp được nhiều cơ hội mới thăng tiến không khó. Tuy nhiên, do tài giỏi cho nên nam giới Nhâm Dần cũng hay vướng vào những rắc rối thị phi, nên biết giữ bình tĩnh và cách nhìn thoáng trước mọi chuyện thì cuộc sống sẽ an yên và nhẹ nhàng hơn. Tình duyên. Nhâm Dần nam mạng sinh năm 1962 là người có tính khí mạnh mẽ nhưng lại hay nóng nảy. Trong tình cảm, họ thường làm tổn thương đối phương do tính thiếu kiên nhẫn và hay mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhâm Dần nam mạng nổi bật trong giao tiếp và dễ đồng cảm. Thế nên, trong mối quan hệ tình cảm, họ luôn là chỗ dựa vững chắc cho đối phương. Người này cũng chủ động và dễ dàng xây dựng nên một gia đình hòa hợp, hạnh phúc. Nhìn chung, chuyện tình cảm của nam giới Nhâm Dần trong năm 2022 có thể gặp một số trục trặc nhỏ. Tuy nhiên, với tài ăn nói khéo léo và một tâm hồn tinh tế, họ vẫn cân bằng được giữa sự nghiệp và tình cảm. Mọi mâu thuẫn với nửa kia hoặc người thân sẽ được Nhâm Dần chủ động giải quyết ổn thỏa. Tài lộc. Tuy trong năm 2022 sự nghiệp của nam Nhâm Dần gặp khó khăn, nhưng đường tài lộc vẫn ở mức tốt. Tuy nhiên, nếu tính toán hợp lý trong năm này để dư giả tiền bạc hỗ trợ cho những dự định lớn lao trong tương lai.
Ngoài ra, nam giới tuổi Nhâm Dần nên cân nhắc về việc chi tiêu để tránh gây ra xung đột, khắc khẩu trong gia đạo. Nếu sử dụng tiền đúng lúc, chọn người hợp tuổi để hợp tác làm ăn, tài lộc nhân gấp bội, cuộc sống gia đình có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm nay, để tránh việc thất thoát tiền bạc và những xung đột thị phi không đáng có của năm, quý gia chủ tuổi Nhâm Dần cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng lục tự Đại Minh Chú và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh để tĩnh tâm chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời kích hoạt khai mở cung tài lộc và kích hoạt sự nghiệp gia đạo cho gia chủ. Sức khỏe. Nhâm Dần Nam Mạng nên chú ý nhiều hơn đến tình hình sức khỏe trong năm 2022. Mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến thể trạng, nhưng quý bạn có thể gặp phải một số vấn đề về huyết áp, cần phải chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý, cùng với đó là hạn chế tình trạng căng thẳng quá mức. Xem sao hạn của tuổi Nhâm Dần Nam Mạng trong năm 2022. Trong năm 2022, vận mệnh của tuổi Nhâm Dần Nam Mạng sẽ có biến chuyển do sao hạn chiếu mệnh. Mời quý bạn xem chi tiết nội dung dưới đây. Sao chiếu mệnh. Sao Kế Đô chính là sao chiếu mệnh của tuổi Nhâm Dần Nam Mạng trong năm 2022. Sao Kế Đô là hung tinh trong cửu diệu niên hạn, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt là đường tình duyên của bản mệnh. Tuy nhiên, đường tài vận và sự nghiệp lại không bị sao này chi phối nhiều. Nam giới tuổi Nhâm Dần bị sao Kế Đô chiếu mệnh sẽ trở nên nóng tính và thiếu kiên nhẫn hơn trong chuyện tình cảm. Điều này sẽ khiến mối quan hệ vợ chồng dễ lâm vào thế ngột ngạt. Do đó, quý bạn cần phải cẩn trọng hơn trong cách ứng xử, phán đoán mọi việc theo hướng khách quan để tránh rạn nứt tình cảm với đối phương. Hạn tuổi. Trong năm 2022, tử vi của Nhâm Dần Nam Mạng bị chi phối bởi hạn địa võng. Do đó, nếu biết cách cân bằng cảm xúc, Nhâm Dần Nam Mạng có thể dễ vướng vào tai tiếng thị phi không đáng có khi mà chưa cân bằng được cảm xúc. Hãy chủ động tha thứ và giải quyết êm đẹp mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Điều này giúp cho cuộc sống của quý bạn thoải mái và tươi sáng hơn. Hóa giải sao hạn. Nhâm Dần Nam Mạng mặc dù bị sao Kế Đô và hạn sao địa võng chiếu mạng nhưng vẫn có cách hóa giải. Vốn dĩ mọi sự tốt đẹp đều do tâm lành mà được. Do vậy, những thị phi, tai tiếng xung quanh sẽ tiêu tan nếu quý bạn có tấm lòng bao dung và ngay thẳng. Đường công danh của Nhâm Dần Nam Mạng có nhiều bước tiến trong năm 2022. Tuy nhiên, Nhâm Dần không nên vì lợi lộc mà bất chấp điều tiếng, làm chuyện sai trái hỏng đạt được danh lợi. Thay vào đó, cách sống hiền hòa, ăn ở phước đức sẽ tự khắc thu phục được lòng người. Nam tuổi Nhâm Dần không cần phải tranh đấu mà vẫn có được địa vị uy quyền. Những người ganh ghét tự khắc thấu hiểu tâm phục, khẩu phục. Vậy nên trong năm nay, quý gia chủ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường hòa hợp trong gia đạo, trong công việc, củng cố địa vị và uy quyền của mình. Luận tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2022 theo tháng âm lịch. Theo tử vi chọn đời, cuộc đời của người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 Nam Mạng có nhiều diễn biến đáng nhớ trong sự nghiệp và tình cảm như sau. Tháng 1, công việc có nhiều chuyển biến, được quý nhân phù trợ. Tháng 2, suy nghĩ cẩn trọng, khi tính toán nhiều dự định lớn thì mới nắm chắc phần thắng. Tháng 3, gặp phải chuyện lo nghĩ nhưng có quý nhân giúp đỡ vượt qua nhanh chóng. Tháng 4, song hỷ lâm môn, chuyện vui trong nhà, sự nghiệp thăng tiến. Tháng 5, nên cân nhắc kỹ lưỡng nếu không muốn gặp rắc rối trong làm ăn trong tháng này. Tháng 6, tài lộc hanh thông, công danh rộng mở. Tháng 7, có người hãm hại, ăn ở phước đức sẽ dễ dàng vượt qua. Tháng 8, cần phải chú ý đến sức khỏe trong tháng này, công việc trôi chảy thuận lợi. Tháng 9, tài lộc sung túc trong tháng này, nhưng gia đạo có chuyện muộn phiền. Tháng 10, gia đạo có tin vui, có thể có thêm thành viên mới. Tháng 11, gặp khó khăn trong làm ăn, gia đạo bất hòa, cẩn thận cách cư xử. Tháng 12, tiền bạc dư giả, nhưng chi tiêu cũng không ít, nên cân nhắc hợp lý để tránh thiếu trước hụt sau. Trong năm 2022, tình cảm của Nam Mạng Nhâm Dần gặp trục trặc nhanh chóng được hòa giải, sự nghiệp gặp phải thị phi nhưng vẫn thăng tiến không ngừng. Hy vọng nội dung ngày hôm nay mà chúng tôi mang đến cho quý bạn đã có nhiều thông tin hữu ích về tử vi năm 2022 cho quý nam tuổi Nhâm Dần. Nam tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 là người mạnh mẽ, quyết đoán và rất bản lĩnh. Vào năm 2022, vận mệnh của nam sinh năm 1962 sẽ có sự xoay chuyển bởi sao Kế Đô và hạn địa võng. Quý bạn vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho nam tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong năm 2022 Nhâm Dần. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ?
Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể lên đời, đổi vận, thay đổi ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.